Thấy á, cái dấu thiên tâm á, mỗi lần máy bay mà nó bay ngang trên bầu trời á là cái dấu hiện lên. Đó. Thì cái này trên cái máy radar, máy bay trên bầu trời á, là nó hiện lên cái dấu này. Cho nên sau này á, mấy cái nhà bác học của Mỹ á, nó sẽ hoảng hồn. Đó, ta quay á, máy bay ngang lên cái núi Thiên Long Sơn á, mỗi lần mà bay ngang núi Thiên Long Sơn thì cái dấu thiên tâm nó hiện lên vậy đó. Cái đó thì cũng không giải thích được. Tại vì trong cái lòng đất của cái núi á, nó rất là linh thiêng. Thì nó có cái đó để cho sau này tất cả những người Âu Châu, người Mỹ họ sẽ về núi Thiên Long Sơn, họ nghiên cứu à tại sao có chuyện lạ này. Nhà khoa học sẽ về núi Thiên Long Sơn sẽ nghiên cứu, tức là mỗi lần mà máy bay nó bay ngang cái đỉnh núi á là tự nhiên cái dấu nó hiện lên trên cái radar thôi. Mà cái radar hiện lên là khi nào có cái object gì, có chiếc máy bay hay có một cái sự việc nào ở trên đó đó nó mới hiện lên. Nhưng mỗi dấu thiên tâm nó cứ hiện lên mỗi lần mà mấy chiếc hàng không nó bay ngang. Đó là sự màu nhiệm. Còn bây giờ thì có nói cỡ nào á, quý vị cứ những người gọi là bị chướng ngại quá nặng á, khôn và thành ra ngu là vậy. Trong kinh Phật có nói mà, còn người ngu á thì khôn. À, nó nghi ngược lại. Tại vì người mặc hờ bình thường á, nghe Kiệt nói cộng với bao nhiêu á là tin là đi thờ cha kính mẹ liền. Còn những người khôn quá cứ ngồi chờ, tại cuốn sách nó dày quá, mắt kiến cận nó dày quá thì chờ chờ đến lúc mà gặp Covid, mà gặp con Delta nữa ẹt luôn rồi xong, không có cơ hội đi về trời. Thì đó là những người khôn là bị như vậy đó, cứ ngồi chờ ông nội này ông nói tôi khôn, tôi không có tin liền. Tôi để ai tin thì cứ tin đi, anh em gia đình tôi tụi nó ngu hơn tôi, tại nó học thấp hơn tôi học cao hơn nó, tôi không có tin. Nhưng mà đến lúc mình bị nạn rồi là mình là người địa ngục, còn anh em mình á là học dở hơn nhưng mà lại tin cha tin mẹ được đi về. Bác ơi, chùa Vô Vi ở Hà Nam linh thiêng là dùng du lịch tâm linh nhưng không ai tu sửa, tội quá bác ơi. Ủa thì có làng, có đảng, có bí thư huyện, bí thư tỉnh. Bữa hổm thì có bí thư thành phố, đại ca nên tu bổ tượng Đức Thánh Trần, trả lại cái ly hương. Nhưng mà cái lương cũ không biết giờ nằm đâu. Bữa nghe có một số fan nói là đang nằm ở trong Đại Nam. Cái những cái vật linh thiêng mà không đúng là của mình mà mình tham mình giữ á, là mình sẽ gặp nạn liền xì bóc, nạn ly chia, đó là vậy đó. Cho nên phải đem cái ly hương cũ lại, nó quan trọng lắm. Tại cái ly hương nó cũng giống như cái một cái kỷ niệm của mấy trăm năm mấy chục năm ở dân ở đó, người ta quen cái ly hương đó rồi. Khi người ta tới người ta thấy ly hương mới, người ta cũng khựng lại nữa, thì cái tâm của người ta cũng thay đổi ngay lúc đó. Thì người ta cũng không vui, người ta không vui thì lúc khấn người ta không có đủ phước, không có được phước nhiều như cái ly hương cũ. Lương cũ mấy vị chứng trong đó nó linh thiêng hơn. Cái gì đây, tiếng lời nói ly hương cũ mà đánh bóng lại đó chút. Đâu phải đâu, chú có hình hai cái ly hương, cái nhỏ cái bự rõ ràng mà. Không phải, với lại chú nói chuyện với mấy vị, chú hỏi với mấy vị cho nó. Ở trên thế gian này quý vị nên nhớ một điều nha. Ai cũng có thể gạt ai, nhưng mà không ai có thể gạt Kiệt được nha. Gạt cái Kiệt thì được, nhưng mà không có gạt được Phật với trời. Tại vì Kiệt hỏi được với mấy vị cái này đúng hay sai đó nha. Mấy vị nói cái ly hương đó là không có đúng. Còn con nói cái này á, tức là tiếng đó đó là coi